Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Sáu 29 tháng 1 gồm có Trước hết là bản tin, kế đến là một vui bước tin mừng và cuối cùng là phút cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trung Hưng theo dõi tin tức. Đức Hồng Y Parolin sẽ thăm Cameroon để bày tỏ sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với châu Phi. Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh sẽ thăm Cameroon từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2. Cùng đi với Đức Hồng Y Quốc vụ khanh có Đức ông Ivan Santos quan chức của Phân bộ các quan hệ với các quốc gia của phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y muốn một lần nữa và trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp nhân đạo hiện nay do virus corona, cho thấy sự quan tâm của giáo hội và của Đức Thánh Cha Francisco dành cho lục địa châu Phi, một vùng đất giàu tình người nhưng bị ghi dấu bởi quá nhiều đau khổ. Hơn nữa, chuyến viếng thăm cũng muốn trở thành một dấu hiệu cụ thể của sự dấn thân chung, liên đới và tham gia để bảo vệ và thăng tiến phẩm giá và tiện ích của tất cả mọi người và quan tâm đến sự cảm thông, hòa giải và chữa lành, tôn trọng và chấp nhận mà Đức Thánh Cha đã kêu gọi trong sứ điệp nhân ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 54 ngày 1 tháng 1 năm 2021 với tựa đề Văn hóa chăm sóc quan tâm như con đường dẫn đến hòa bình. Trong chương trình, Đức Hồng Y sẽ gặp các cấp chính quyền và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Pamenda và trao dây Panlium cho Đức Tổng giám mục Andrew Nkea Funia từ năm 2019 là Tổng giám mục giáo tỉnh Pamenda. Đức Hồng Y cũng sẽ viếng thăm Trung tâm Hy vọng ở Yaoundé, một trung tâm được cha Yves Letkan dòng tên thành lập cách đây 40 năm để chăm sóc các thiếu niên đường phố và những tù nhân trẻ. Tại Cameroon đang bị lung lay bởi cuộc khủng hoảng nhóm nói tiếng Anh, trong đó khoảng 20% dân số nói tiếng Anh nổi dậy chống lại sự phân biệt đối xử mà họ phải chịu. Sự việc bắt đầu vào năm 2017 với cuộc đình công do các giáo viên và luật sư nói tiếng Anh tổ chức, sau đó trở thành một cuộc nổi dậy chống lại việc các vùng nói tiếng Anh bị đối xử phân biệt với một cuộc tranh luận diễn ra rất gay gắt và những xung động ly khai thực sự và đề xuất hiến pháp của một quốc gia độc lập gọi là Ambasonia. Giáo hội Công giáo đã hoạt động như một lực lượng trung gian, một nguồn hòa giải. Theo báo chí địa phương, Đức Hồng Y Parolin sẽ có một số cuộc gặp gỡ hòa giải với các đảng phái chính trị khác nhau liên quan đến cuộc khủng hoảng tiếng Anh đã gây ảnh hưởng đến các tín hữu của giáo vận trong 4 năm. Bài hát chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon được công bố. Lisbon, ngày 27 tháng 1, các nhà tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon năm 2023 đã công bố bài hát chủ đề của sự kiện. Họ nói rằng bài hát có tựa đề Apresa Noa có thể dịch là Có một bầu khí vội vã, mời gọi người trẻ đồng hóa với đức trinh nữ Maria. Bài hát được sáng tác lấy cảm hứng từ chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon 2023 – Đức Maria chuỗi dậy và mau mắn lên đường. Một câu trích từ tin mừng Thánh Luca mô tả Đức Maria thăm viếng người chị họ Elizabeth sau biến cố truyền tin. Giai điệu của bài hát được sáng tác bởi thầy giáo Petro Ferreira, còn lời được viết bởi cha Joao một linh mục dùng âm nhạc như phương thế loan báo tin mừng. Cả hai người đều thuộc giáo phận Coimbra ở miền trung Bồ Đào Nha. Sau khi sáng tác phần nhạc, Petro Ferreira yêu cầu cha Giopolova biết lời bài hát. Đối với cha, chủ đề của ấn bản tiếng Bồ Đào Nha đã giúp cha nhìn lại mối quan hệ của mình với mẹ Maria. Và sau đó, quá trình sáng tác lời bài hát đã trở thành một thời gian cầu nguyện rất sâu sắc. Các nhà tổ chức đã công bố hai phiên bản của bài hát, một phiên bản hoàn toàn bằng tiếng Bồ Đào Nha, một phiên bản khác là phiên bản quốc tế, kết hợp 5 ngôn ngữ Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Ý. Thông cáo của Ủy ban tổ chức địa phương nói, khi hát bài hát chủ đề này, các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới được mời gọi đồng hóa chính mình với mẹ Maria, xã thân để phục vụ cho việc truyền giáo và cho sự biến đổi của thế giới. Bài hát cũng gợi lên bầu khí lễ hội của Ngày Quốc tế Giới Trẻ và niềm vui đến từ Chúa Giêsu. Bài hát được chọn từ hơn 100 bài dự thi trong một cuộc thi toàn quốc. Những người tham dự được yêu cầu sáng tác bài hát phản ánh chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023. Những mục đích của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, đặc biệt loan báo tin mừng và văn hóa Bồ Đào Nha. Các nhà tổ chức muốn một bài bình dân, vui tươi, trẻ trung, dễ hát và dễ dịch sang các ngôn ngữ và dễ thích ứng. Sau hơn 40 năm, một ký tư hữu được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng cảnh sát Indonesia. Indonesia, ngày 27 tháng 1, tướng Listio Sigi Prabogo, một kỳ hữu đã tuyên thệ trong nghi lễ do Tổng thống Yoko Yoko Widodo chủ trì để thay thế tướng Itham Aziz, người đã nghỉ hưu. Đây là lần đầu tiên sau hơn 40 năm một kỳ hữu được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng cảnh sát Indonesia, quốc gia có đa số Hồi giáo. Tướng Rapogo, 51 tuổi, là một tín hữu tinh lành, đã được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cảnh sát Indonesia sau khi đã lãnh đạo cơ quan điều tra hình sự Ông Prabowo là ứng cử viên duy nhất của tổng thống Jokowi và việc bổ nhiệm ông đã được Hội đồng Đại diện Nhân dân Hạ viện của Indonesia nhất trí thông qua vào ngày 20 tháng 1. Ông cũng nhận được sự ủng hộ của các tổ chức hồi giáo quan trọng và các giáo sĩ hồi giáo ở Banten, tỉnh giáp ranh với thủ đô, nổi tiếng với chủ nghĩa bảo thủ tôn giáo, nơi ông đã làm lãnh đạo cảnh sát địa phương. Kỳ tư hữu cuối cùng giữ chức vụ cảnh sát trưởng Indonesia là ông Widodo Budidarmo từ năm 1974 đến 1978. Sau khi được bổ nhiệm, tướng Rapogo hứa sẽ cải thiện lực lượng cảnh sát và thúc đẩy sự đa dạng để chống lại sự phân biệt đối xử mà người thiểu số Indonesia thường phải chịu đựng. Hội đồng giám mục Indonesia đã hoan nghênh việc bổ nhiệm tướng Rapogo, phát ngôn viên của hội đồng giám mục nhận định rằng khi bổ nhiệm ông rapogo tổng thống widodo muốn chứng tỏ quyền bình đẳng của mọi công dân indonesia trong việc đảm nhận các chức vụ lãnh đạo việc bổ nhiệm không theo tiêu chuẩn tôn giáo hoặc nhóm đa số hay thiểu số nào nhưng theo khả năng thành tích và quan điểm các thành phần hồi giáo cực đoan ở Indonesia, quốc gia có đông dân hồi giáo nhất, muốn dùng bạo lực để biến Indonesia từ một quốc gia đa tôn giáo, đa chủng tộc và trung lập về tôn giáo thành một vương quốc hồi giáo. Các lãnh đạo hồi giáo cực đoan luôn chống đối việc bổ nhiệm kỹ tướng hữu vào các vị trí lãnh đạo. Hội đồng giáo mục Nhật kêu gọi chính phủ xin lỗi Hàn Quốc về tội ác quốc gia trong chiến tranh. Tokyo. Hội đồng giám mục Nhật Bản xác định những vụ lạm dụng đối với phụ nữ Hàn Quốc trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo này là tội ác quốc gia và kêu gọi chính phủ Nhật Bản xin lỗi. Căng thẳng trở lại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sau phán quyết của tòa án ở Seoul vào đầu tháng 1 liên quan đến một số phụ nữ Hàn Quốc bị lý Nhật ép làm gái mại dâm trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo từ năm 1910 đến năm 1945. Tại phiên xử này, tòa buộc Nhật Bản phải trả 91.360 đô la cho mỗi nạn nhân. Trong số 12 người đã khởi kiện năm 2013. Từ những năm 1930 đến năm 1945, hàng chục ngàn phụ nữ, chủ yếu Hàn Quốc, trở thành nô lệ tình dục cho lính Nhật. Chủ đề này bắt đầu được thảo luận công khai vào năm 1991 khi lần đầu tiên bà Kim Hak Son công khai kể lại trải nghiệm của bà trong các nhà thổ ở Nhật Bản trong chiến tranh. Kể từ đó, 240 phụ nữ Hàn Quốc đã báo cáo trải nghiệm tương tự. Chủ đề này là nguyên nhân gây ra sức mít lặp đi lặp lại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong một tuyên bố nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Tòa án Quốc tế về tội ác chiến tranh đối với phụ nữ và nô lệ tình dục của quân đội Nhật Bản, được thành lập tại Tokyo vào tháng 12 năm 2000, Giáo hội Nhật Bản kêu gọi nhà nước Nhật nhìn nhận hệ thống nô lệ này và đưa ra lời xin lỗi công khai và chính thức và không chế đậy thảm kịch này khỏi sự sát để nó không bị lãng quên. Trong tuyên bố do Đức cha Katsuya Taiji, Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình ký, giáo hội yêu cầu chính phủ cam kết tìm ra giải pháp cho vấn đề bằng cách nghĩ đến nỗi đau của các nạn nhân, chứ không phải vì lòng kiêu hãnh dân tộc. Bản văn nhắc lại các giai đoạn chính của cuộc hành trình từ đầu những năm 90 đã khiến dư luận và các tổ chức quốc tế chú ý đến bi kịch của những người phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục sau nhiều thập kỷ im lặng. Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình đã xác định rõ ràng những hành vi lạm dụng này gây ra cho những phụ nữ này là tội ác quốc gia. Đồng thời nhấn mạnh rằng bạo lực tình dục vẫn còn rất phổ biến trong xã hội và một số thậm chí cả trong giáo hội. Theo các giám mục, nhìn dưới ánh sáng kinh nghiệm của giáo hội trong cuộc chiến chống lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương, cùng với việc nhận trách nhiệm, xin tha thứ từ các nạn nhân và sự hợp tác với chính quyền dân sự, mà Đức Cha Tai Di ngọi lời với Thủ tướng Nhật Bản Yoshida Suga. Đức Cha yêu cầu Thủ tướng không che giấu thực tế của các sự việc đã xảy ra, nhưng trong khi gìn giữ ký ức, hãy đối diện với chúng, không sợ hãi, để điều này không bao giờ lặp lại. Cụ thể, các giám mục muốn chính phủ chính thức nhìn nhận đây là một hệ thống nô lệ tình dục, điều nhà nước đã biết, lắng nghe tiếng nói của những nạn nhân không được tham vấn vào năm 2015 và bồi thường cho họ theo yêu cầu. Các giám mục cũng kêu gọi một lời xin lỗi công khai và chính thức và chương lịch sử của tham kịch này được ghi vào lịch sử chính thức của Nhật Bản để không bị lãng quên. 379 lãnh đạo tôn giáo yêu cầu luận tội tổng thống Brazil. Brazil, 379 lãnh đạo tôn giáo yêu cầu luận tội ông Jair Bolsonaro, tổng thống Brazil với hành vi tội phạm trong việc quản lý đại dịch Covid-19, những ký tên bao gồm các giám mục, các đại diện của giáo hội Công giáo, các vị lãnh đạo Tin lành anh giáo và các lãnh đạo của các giáo hội kỳ khác. Bản luận tội được trình tại Hạ viện vào thứ Ba 27 tháng 1 gồm 30 trang liên quan đến cách hành xử của ông Bolsonaro trong việc quản lý đại dịch COVID-19 được xác định là tội phạm và chống lại hiến pháp Brazil. Cụ thể, trong quá trình tái thiết gần một năm chính trị của Brazil, Tổng thống đã phá vỡ hệ thống y tế công cộng, thực hành sai lệch thông tin, giảm thiểu và phân hóa các tổ chức khoa học, thiếu sự quan tâm đến người dân bản địa trong việc quản lý vaccine gần đây. Chính phó tổng thống Brazil, ông Antonio Hamilton Martins Mourão cũng đã khẳng định ông Bolsonaro chắc chắn đã phạm sai lầm trong việc quản lý COVID-19. Trước đó, vào cuối tuần qua, hàng ngàn người Brazil đã xuống đường bằng ô tô để yêu cầu luận tội tổng thống Jair Bolsonaro vì cách chống dịch COVID-19 của ông. Nguồn cơn của làn sóng đòi luận tội tổng thống đến từ việc họ cho rằng ông Bolsonaro đã gây nguy hiểm cho mạng sống của người dân với cách xử lý dịch COVID-19 phản khoa học. Ông Bolsonaro đang ở giữa nhiệm kỳ 4 năm và đang phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích về chiến dịch ứng phó dịch chậm trễ, cũng như các quan điểm ưu tiên kinh tế hơn là phong tỏa chống dịch. Trong khi đó, vào ngày 26 tháng 1, Tổng thống đã đưa ra những tuyên bố dự kiến cho cuộc thảo luận, tuyên bố rằng vào năm 2021, ông sẽ ngừng cung cấp các khoản trợ cấp xã hội được dự kiến cho việc quản lý đại dịch. Mặc dù thực tế là các khu vực khác nhau của đất nước bắt đầu với Amazon đang ở giữa làn sóng thứ hai. Giáo hội Anh và xứ Wales cầu nguyện cho 100.000 nạn nhân của đại dịch. London, ngày 27 tháng 1, Anh quốc tưởng niệm 100.000 nạn nhân virus corona. Cùng chia sẻ nỗi đau chung này, Đức Hồng Y Van Sang Nichols, Giám mục Giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, đã gửi sứ điệp cho các tín hữu, mời gọi mọi người cùng khóc và cầu nguyện cho các nạn nhân. Mở đầu sứ điệp, Đức Hồng Y Vichel Nichols viết, đây là một ngày vô cùng đau buồn trong đất nước chúng ta rất nhiều người nhiều gia đình cộng đoàn tưởng nhớ những người đã qua đời trong những tháng khủng khiếp này chúng ta phải khóc và cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân của đại dịch tôi xin anh chị em cùng với tôi cầu nguyện cho những ai đã bị mất người thân và cho những ai đang phục vụ cộng đoàn ước tin nói với chúng ta rằng chúng ta có một lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất Đức Tổng giám mục Westminster viết, Trong một thư ngọ gửi đến quốc gia, các tổng giám mục của Canterbury, George Welby và Stephen Cottrell cũng mời gọi mọi người tưởng nhớ đến những người đã chết vì đại dịch. Cụ thể mỗi ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 vào lúc 18 giờ cùng hiệp thông cầu nguyện. Các tổng giám mục viết, cuộc khủng hoảng này đã ảnh hưởng nặng nề nhất đến người nghèo và người dân tộc thiểu số và đây là những bất bình đẳng cần phải được xóa bỏ. Mặc dù biện pháp phong tỏa lần thứ ba này rất khó theo dõi, nhưng chúng tôi khuyến khích mọi người tuân theo các hạn chế nhằm ngăn chặn virus. Đó là biểu hiện của tình thương mà chúng ta dành cho nhau. Chúng tôi cũng mời gọi mọi người hãy tiêm vaccine khi điều kiện cho phép. Chúng tôi vô cùng biết ơn và hy vọng về việc tiêm phòng này. Hiện nay, con số tử vong do virus corona tại Anh Quốc đã vượt qua con số thường dân chết trong Thế chiến thứ hai. Thủ tướng Boris Johnson bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc khi đất nước đã có hơn 100.000 người chết, theo thủ tướng, quả thật khó khăn khi ước tính những khổ đau chất chứa trong con số thống kê này. Các sự sống mất đi, các gia đình không còn đoàn tụ nữa và có rất nhiều người thân không còn có cơ hội để chỉ nói lời từ biệt. Với con số này, Anh quốc là quốc gia đầu tiên tại Âu châu có số tử vong vì Covid-19 là 100.000 người và là số tử vong đứng thứ năm trên thế giới. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt. Câu thuyết của Đức Thánh Cha Những lời trong Kinh Thánh không được viết ra để bị giam cầm trên giấy cói, giấy da hay trên vật liệu giấy, nhưng để được người cầu nguyện tiếp nhận và làm cho chúng nở hoa trong tâm hồn. News tiếng Việt Chuyên mục Vui bước tin mừng Tin mừng được gieo trong những lo toan thường ngày Trên cánh đồng truyền giáo cho người sắc tộc Có những câu chuyện tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì với việc loan báo tin mừng Vì chỉ là những chuyện cơ máu gạo tiền thường ngày Nhưng kỳ thực Chính qua những câu chuyện cá nhân, cụ thể của cuộc sống hạt giống tin mừng được gieo và rồi khi có dịp sẽ trổ sinh hoa trái. Đời sống đức tin tại những cánh đồng mới không phải là các hội đoàn hay những cuộc rước, nhưng những câu chuyện đơn sơ của cuộc sống lại là những chứng tá sống động hay một mảnh đất màu mỡ cho lời Chúa bén rễ và lớn lên. Vào một buổi trưa, khi đang ngồi dùng bữa với anh chị em dân tộc Charai, tôi được nghe câu chuyện khá cảm động về việc làm chứng cho đức tin công giáo, nên mạng phép viết lại để chia sẻ với hy vọng góp phần vào việc bảo vệ và thăng tiến đức tin cho bà con sắc tộc thiểu số mới theo Chúa, đồng thời làm phong phú kinh nghiệm truyền giáo cho những người đang mệt mài xã thần loan báo tin mừng. Số là có một người tân tòng ở làng xa thuộc huyện Đắc Pơ. Anh tên Club, chính quyền tuyên bố rằng ai theo đạo công giáo thì sẽ bị đuổi khỏi làng. Dẫu biết thế, anh Club vẫn theo đạo. Thế là chuyện gì đến đã đến Chính quyền xã mời anh gặp họ để trao đổi về việc anh theo đạo. Chính quyền nói với anh rằng nếu anh bỏ đạo thì được phép ở làng. Ngược lại, anh phải đi ra khỏi làng. Anh nhất quyết không bỏ đạo và kết cuộc anh và gia đình phải khăn gói ra đi. Nghe câu chuyện của anh, đức cha Michael, nguyên là giám mục giáo phận con tuông khi còn tại nhiệm. Ngài đã sắp xếp cho anh và gia đình có một mảnh đất trên một vùng đồi núi anh và gia đình dọn tới đó và sinh sống. Nhờ sự chăm chỉ và tinh thần tín thác vào Chúa, anh khai thác và canh tác đất đai ở vùng núi rộng khoảng hơn 5 hecta qua việc chăn nuôi gia súc và trồng nông sản như bắp và mì. Cuộc sống anh trở nên sung túc, thậm chí dư dả hơn cả sống trong làng và những người dân trong làng. Nghe biết anh sinh sống vui vẻ và phát triển kinh tế dù sống trong tình trạng bị cô lập, nên chính quyền lại có cảm tình với anh. Họ tới gặp và mời anh trở lại làng để giúp dân làng biết phát triển đời sống kinh tế. Anh trả lời rằng anh không muốn trở về làng nữa vì sống trên núi vui hơn, dễ kiếm tiền hơn và bình an hơn. Thế nhưng chính quyền một mực xin anh trở lại làng. Cuối cùng anh đồng ý trở về ngôi nhà cũ của mình kèm phần thưởng là khu đất rộng hơn 5 hectare trên đồi núi do Chúa ban tặng cho những người vững niềm tin và đặt hy vọng nơi người dân trong làng nghe biết tin anh trở về liền kéo đến chúc mừng thăm hỏi tận dụng cơ hội này anh long trọng làm chứng cho chúa anh nói với dân làng về đức tin của mình về tình yêu của đạo công giáo về sự quan phòng của thiên chúa dân làng có thêm động lực để vượt qua sự đe dọa và đặt niềm tin vào thiên chúa kể từ đó nhiều bà con trở về với chúa sống đức tin cách mạnh mẽ và can đảm một lần nữa, hạt giống đức tin được gieo vào tâm hồn anh Club đã trổ sinh hoa trái. Nước Chúa hiện diện nơi buôn làng của anh. Hay một câu chuyện khác khi tôi có dịp đi dạo thăm một làng mới của người Banat. Sở dĩ gọi là làng mới bởi vì nơi ấy chưa có ai là người công giáo. Hầu hết chưa nghe biết tin mừng. Tôi ghé vào nhà một người đã từng là bí thư xã. Họ tiếp tôi ân cần và kể cho tôi nghe câu chuyện mới xảy ra Số là vợ chồng cựu bí thư xã vừa bán bò được 13 triệu. Họ bán bò để mua chiếc xe máy cũ vì họ chưa có xe. Người vợ bỏ tiền vào túi quần rồi đi đón cháu đi học về. Trên đường đi, số tiền bán bò trong túi quần bị rớt xuống đường. Về tới nhà, thấy túi trống rỗng, người vợ biết đã mất tiền rồi. Buồn thất thần, nín lặng. May thay, một bà già nhặt được số tiền ấy và đem tới trả lại nguyên vẹn. Vợ chồng cựu bí thư mừng quá, diễn tả lòng biết ơn bằng cách rút ra 3 triệu biếu bà già, chỉ giữ lại 10 triệu cho họ. Thế đấy, tâm hồn người nghèo và người sắc tộc thiểu số trong làng dễ thương và chất phát, quảng đại và chân thật. Dân trong làng nói với tôi rằng gia đình anh cựu bí thư này nghèo lắm, không có xe, chẳng có điện thoại, đất đai của họ bị chiếm nhiều. Họ chỉ còn mảnh đất nhỏ chừng ba sao để trồng cà phê và nuôi bò. Chỉ thế thôi, trở lại với câu chuyện vợ bí thư bị mất tiền để tiếp nối một câu chuyện khác. Bà già nhặt được tiền là một người vô gia cư. Nói vô gia cư cũng chưa chuẩn xác, bà có nhà, có đất nhưng chẳng được ở. Bởi vì đằng sau nỗi ẩn khuất đó là một câu chuyện đáng thương khác về bà cụ này. Bà có người con gái duy nhất, con bà lấy chồng và gặp phải người chồng lười biếng, chỉ biết ăn nhậu, say xỉn mà không biết làm việc kiếm tiền. Sau khi có với nhau sáu người con, con gái bà bị tâm thần. Cô đi lang thang đó đây. Đến hôm nay chẳng ai biết cô đang ở đâu. Còn người con rể ăn nhậu say xỉn, đánh con, đập phá hết nhà cửa, đe dọa cả tính mạng mẹ vợ. Bà già đành đi lang thang cùng với sáu đứa cháu. Gần trưa, tôi thấy bà đến nhà vợ chồng cựu bí thư xã xin ăn. Họ cho bà cơm và ít rau cá. Bà ngồi ăn vui vẻ và thỏa mãn Họ nói thỉnh thoảng các bà cháu vào nhà họ ngủ qua đêm, rồi ban ngày lại đi lang thang. Tội lắm. Trời mưa, bà cháu chạy tới nhà họ trú mưa, rồi ngủ qua đêm. Mùa đông lạnh, không tìm được chỗ ngủ, thì cũng chạy tới nhà họ. Nghe họ kể, tìm tôi thấy đau xót. Tâm hồn tôi rắc rỡ, và như một bản năng quen thuộc, tôi hỏi họ rằng, trong làng này có ai sẵn sàng cho họ một mảnh đất nhỏ để dựng nhà không? nếu có tôi sẵn sàng giúp dựng nhà cho bà cháu họ. Ông cựu bí thư nói, ông có thể cho bà cháu họ dựng nhà trên đất của ông. Tôi nói, ông dẫn tôi đi xem vị trí dựng nhà. Thế là chúng tôi nhất trí sẽ dựng một căn nhà nhỏ ở một góc trên mảnh đất của vợ chồng cựu bí thư xã. Giả từ họ ra về, nhưng cả ngày hôm đó tôi cứ nghĩ về họ, về những người sắc tộc còn đượm nét chân chất. Họ dạy tôi cách yêu thương người đồng loại, họ dạy tôi cách sống quảng đại và nghĩ về người khác nhất là những người nghèo khổ hơn mình họ dạy tôi biết cách cộng tác với nhau để phục vụ người khác và họ sẽ còn dạy tôi nhiều điều nữa trong quá trình dựng nhà và cùng nhau làm cho hạt giống tin mừng trổ sinh và lan rộng trong ngôi nhà mang hình ảnh của nước trời mà tôi có dịp viếng thăm đỗ cao bằng pleiku lễ thánh paulo trở lại Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện Cầu Nguyện cho đời sống thánh hiến Vào thứ Ba ngày 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ dân Chúa trong Đền Thánh Toàn thể giáo hội cử hành ngày thế giới đời sống thánh hiến lần thứ 25. Kể từ năm 1997, khi Thánh Giáo hoàng John Paul II công bố ngày 2 tháng 2 là ngày đời sống thánh hiến, hàng năm, giáo hội cử hành ngày này với mục đích chúc tụng Thiên Chúa về hồng ân đời sống thánh hiến là điều vốn thuộc về sự thánh thiện của giáo hội. Đồng thời, ngày càng đề cao chứng tá của những người chọn theo Chúa Kitô qua việc thực hành các lời khuyên Phúc Âm và đây cũng là cơ hội quý giá để mọi người thánh hiến lập lại quyết tâm đã và đang khích lệ họ hiến thân phụng sự Chúa. Theo thống kê về giáo hội công giáo, với các số liệu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, Ai cũng có thể nhận ra rằng số ơn gọi tu sĩ trên thế giới đang suy giảm. Đứng trước thực trạng này, những người có trách nhiệm đi tìm nguyên nhân lý giải cho vấn đề và xuất phát từ những góc nhìn khác nhau đã có những câu trả lời được đưa ra người thì cho rằng do đời sống vật chất tiện nghi phát triển người trẻ sợ tham gia vào một lối sống dường như ít tiện nghi hơn có người thì tìm ra nguyên nhân dựa vào nhân khẩu học các gia đình không có nhiều con thậm chí có những cặp vợ chồng không muốn có con có những người đi tìm nguyên nhân sâu xa hơn ở chỗ việc ơn gọi giảm sút là do người trẻ sợ sống một cuộc sống tập thể ý tưởng cá nhân không được phát triển trong một cơ cấu mà ba lời khấn làm cho sự phát triển của cá nhân không có cơ hội tỏ bày và cũng có người cho rằng nguyên nhân là do đời dân hiến không còn làm chứng mạnh mẽ không còn thu hút như trước đây nghĩa là đời sống của tu sĩ cũng tham sân si cũng hơn thua tìm quyền bính chỗ đứng tiền bạc nhiều tu sĩ không còn đứng vững trong ơn gọi có những trường hợp rút lui khi tuổi đã xế chiều với việc số ơn gọi giảm đã đưa đến kết quả là có những hội dòng không còn ơn gọi đành phải sáp nhập hoặc xin giải thể nói chung khi nói về đời sống dân hiến dường như đa số quan tâm đến những con số dòng này có nhiều ơn gọi dòng kia không có ơn gọi dòng nọ phải sáp nhập vào dòng khác với những điểm không được sáng này mọi người kết luận trong một cụm từ khủng hoảng ơn gọi lạy Chúa Giêsu, với cái nhìn của con người, chúng con thấy một màu xám cho đời sống thánh hiến. Chúng con loay hoay tìm cho đời sống thánh hiến một hướng đi. Xin cơ dạy trong chúng con cái nhìn tích cực của tin mừng, cái nhìn hy vọng về một tương lai luôn có Chúa dẫn đường và đồng hành. Chúng con biết đối với Chúa, những con số không phải là điều quan trọng nhất. Chính vì thế Chúa mới đưa ra dụ ngôn người chăn chiên, sẵn sàng để lại 99 con chiên và đi tìm một con bị lạc. Người phụ nữ mất một đồng tiền quyết đi tìm cho bằng được. Điều Chúa quan tâm là chính con người. Cuộc sống hạnh phúc vì được làm con chú một cuộc sống tràn đầy niềm vui, biểu lộ một sự báo trước của nước trời mai sau. Xin cho chúng con biết trở về nguồn, để tìm câu trả lời cho sự khủng hoảng ơn gọi trong chính sách thánh từ lịch sử ơn gọi của Samuel cho đến các tông đồ xin cho chúng con xác tín ơn gọi khởi nguồn từ chính chúa chứ không phải từ phía chúng con xin cho chúng con biết đặt ơn gọi dân hiến vào mối tương quan với ơn gọi phổ quát ơn gọi làm con chúa và tương quan với các ơn gọi khác ơn gọi hôn nhân gia đình sống độc thân. Bởi vì một khi không hiểu được ơn gọi phổ quát, chúng con sẽ không thể dấn thân trọn vẹn trong những ơn gọi cụ thể cá nhân mà Chúa mời gọi. Là những người được gọi là tu sĩ, xin Chúa giúp chúng con hiểu được lời Chúa nói. Các con ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian xin ban cho chúng con sức mạnh để chiến đấu và đứng vững trong trận chiến giữa nước trời và thế gian đang hiện diện xung quanh chúng con và ngay trong chính mỗi người chúng con xin cho chúng con ơn can đảm đập vỡ bình dầu thơm là những gì quý giá trong cuộc sống để sức chân chúa sức nhiệm thể chúa là giáo hội là những người nghèo người bị bỏ rơi chúng con là những bậc cha mẹ xin cho chúng con biết định hướng cho con cái theo thánh ý xin cho chúng con biết giáo dục con cái theo tinh thần tin mừng không giáo dục theo cái được thua của thế gian để chỉ như thế khi chúa kết lời kêu gọi con cái của chúng con có thể nhận ra được tiếng chúa giữa muôn ngàn âm thanh khác đang mời gọi chúng con là những người trẻ xin chúa làm chủ tay lái cuộc đời chúng con để chúng con luôn đứng vững trước những tay lái khác đang muốn giành lấy cuộc đời chúng con ước gì chúng con cũng biết sợ như thánh augustino tôi sợ rằng khi chúa đi ngang qua mà tôi không nhận ra người chúng con là những nhà linh hướng xin giúp chúng con biết học nơi chúa cách hướng dẫn đồng hành với các tâm hồn Đến nhờ đó, chúng con có khả năng giúp người khác nhận ra tiếng chú mời gọi, như ông Eli trong câu chuyện của người trẻ Samuel. AMEN Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laetetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.